Tèo 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 tèo. Rồi và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Vũ Lít và chào mừng các bạn đã tới với phần tiếp theo của Minecraft Hexit. Và mình sẽ livestream Minecraft Hexit vào 6:30 tối mỗi ngày ở trên Nimo TV và mình sẽ phát lại ở trên kênh Vũ Lít Minecraft. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều và hy vọng là cái clip này sẽ đạt được 5.000 like. Và bây giờ thì ở tập trước ấy, là như bạn đã thấy là ở tập trước là chúng ta đang có mặt ở gần cái tòa tháp này. Và có rất là nhiều bạn nói mình là anh ơi, anh hãy đi đánh tòa tháp này đi. Vì thế mà hôm nay là mình sẽ vào tòa tháp này và đánh nhá, để xem nó như thế nào. Ok, rồi, bây giờ thì mình sẽ... Ủa, đây có một cái con skeleton anh em ạ. Cái kiếm này có thể đỡ được cái kiếm này có thể đỡ được cái này. Rồi, mình có thể dùng kiếm này để đỡ từ mấy cái tên của mấy con này. Rồi, ok ngon. Thì trời cũng gần rạng sáng rồi. Cho nên là mấy cái con skeleton cũng như là mấy cái con creeper đấy, nó sẽ ra đi tìm đường cứu nước thôi. Nhưng mà cứ đợi một tí nữa. Ok, rồi. Bây giờ thì từ mình giết mấy con này đã. Hình như là mấy con creeper buổi sáng nó không bị ảnh hưởng bởi ánh nắng mặt trời các bạn ạ. Vì thế mà các bạn thể thấy nó như thế này á. Đó, ok. Ui, ở đây nó có ở tập trước ấy, như bạn thể thấy là chúng ta đã phát hiện ra có mấy con đà điểu đúng không? Con này là con đà điểu thì phải. Đó, con này là con đà điểu. Và trước khi mà kia thì mình phải đi làm một ít ở đây đã. Làm một ít đồ đạc các thứ linh tinh đã. Rồi. Ui, con creeper đây. Vai cả đạn. Không ngờ là ở đây nó có nhiều creeper thế vậy các bạn ạ. Rồi, bây giờ thì trời đã sáng rồi anh em. Bây giờ trời đã sáng rồi. Và trước khi mà vào thám hiểm tòa tháp này thì mình thấy đấy là bọn nhện đấy nó rất là hiền vào buổi sáng các bạn ạ. Buổi sáng nó không đánh mình luôn đấy, các bạn thấy không? Mình không hiểu cái lý do tại sao nhá, nhưng có thể đây là một cái bí mật của loài nhện các bạn ạ. Buổi sáng thì nó không đánh mình, nhưng mà tự nhiên buổi tối nó tấn công mình. Dọn túi đi anh. Ok, để mình sẽ dọn cái túi lại nhá. Ui dồi ôi, rất là sorry anh em. Đó, rất là sorry anh em về cái vấn đề túi với cả tiếc này. Nhưng mà để mình vào cái nhà này xem, biết đâu ở trong cái nhà này nó có cái dương ha. Biết đâu trong cái nhà này có cái dương. Mình sẽ không giết nhện bởi vì buổi sáng thì nhện nó rất là hiền. Ok, cảm ơn bạn Tài đã donate cho mình nhá. Vũ. Trời giật cả mình các bạn ạ. Các bạn Tài donate cho mình nhá. Thank you em. Đó, thì những bạn nào mà donate cho mình thì nó sẽ được phát lại vào YouTube. Đấy, nó kiểu như thế. Thank you anh em đã donate cho mình. Rồi, nhưng mà trước khi vào tháp thì mình nghĩ là mình nên chuẩn bị đi làm một cái giường đó. À, làm một cái giường để mình chứa những cái đồ dư ha. Rồi. Thì mình cũng thích những cái buổi livestream hơn bởi vì như thế thì nó sẽ khiến cho mình với các bạn nó nói chuyện nó gần gũi hơn đấy các bạn. Thì không biết là các bạn có thích mình làm livestream hơn hay là các bạn thích mình làm clip hơn. Thì những bạn nào mà không xem được livestream ấy thì các bạn cũng có thể xem lại clip vào buổi sáng hôm sau. Cho nên là các bạn cũng đừng buồn mình nha. Đây, mình sẽ cất những cái thứ nó không cần thiết đi. Tí vào hang là đảm bảo với các bạn là sẽ có rất là nhiều đồ mà mình cần lấy đấy. Hay là mình cứ cất hết ở đây đi nha. Ở tập trước thì có rất là nhiều bạn nói mình là cái metal chip này đấy. Nó rất là ngon. Nó rất là ngon cho nên là kia. Rất là ngon. Cái link donate á, link donate ở góc bên trái phía trên màn hình. Đó, mình thấy là mọi người có vẻ thích livestream hơn mà. Đó. Nhưng mà chắc là những cái bạn đang xem ở YouTube đang thắc mắc lắm. Ôi trời ơi. Thank you bạn Tài. Thank you em nhá. Giật mình lần hai mặt cười. Thì ở tập trước ấy cũng rất là nhiều bạn khen mình đẹp trai. Đói, mình cảm thấy rất là thích các bạn ạ. Đấy, vì thế mà các bạn hãy khen mình nhiều lên nhá. Đấy, ai cũng thế thôi, ai cũng thích được khen thôi các bạn ạ. Nhưng mà bù lại thì có rất là nhiều bạn chửi mình ngu và óc chó. Đấy, khổ thân mình lắm. Hy vọng là mọi người đừng có chửi mình ngu với óc chó nữa nhé. Rồi, thì hôm qua là mình rất là vui các bạn ạ. Hôm qua là cái buổi công chiếu của mình đã đạt tới con số đó chính là bao nhiêu like nhỉ anh em nhỉ? À, bao nhiêu người xem một lúc nhỉ? 11.000 người xem một lúc. Và hôm nay mình livestream ở bên Nimo cũng được gần 10.000 người. Và mình nghĩ là nó sẽ tăng thêm nữa. Ở đây có một tòa tháp. Ui, ở đây có nhiều tháp lắm các bạn ạ. Mình có nên vào cái tòa tháp này không? Ok. Có lẽ là mình nên vào cái tòa tháp này nhỉ? À, ở tòa tháp này có sắt này. Có lẽ là mình sẽ vào cái tòa tháp có sắt trước à. Rồi cái tòa tháp bên đây thì chúng ta sẽ tính sau.
từ mình nghĩ là mình nên mở cái nhạc, nó tắt hẳn cái nhạc đi. Đó. Mình sẽ tùy chọn này, âm thanh mình sẽ cho nó lớn lên. Ok, nó sẽ như thế này. Rồi. Mình sẽ đánh cái tháp này trước nhá, bởi vì trên tháp này nó có mấy cái khối sắt này. Không biết các bạn có thấy không? Trên tháp này nó có mấy cái khối sắt này. Ôi, tiếng cái nhạc nó epic thế. Đậu xanh. Cái nhạc này mình để nó auto chạy các bạn ạ. Cho nên lâu lâu các bạn có thể nghe được những cái tiếng nhạc nó cực kỳ epic luôn. Và bây giờ phải làm thế nào để leo lên trên kia để lấy cái đồ này đây? Làm nào leo lên trên kia để lấy mấy cái này đây? Trước tiên là đào cái này đã. Ô, cái server này hình như bị lắc hay sao ấy các bạn? Lâu lâu nó bị lắc á. Đây, trên đây có sắt này các bạn thấy không? Đây giống kiểu là một bức tượng của một chiến binh hay sao á. Đúng anh em? Có vùng đất trên mây kìa, ớ. Cái vùng đất trên mây này, trên đây có rất là nhiều những con slime đấy các bạn. Đây. Trên đây có rất là nhiều sắt này. Bắc khối lên á, đặt block lên. Có vài bạn nói mình đặt block lên. Để mình thử đặt block lên xem nào. Nhưng mà block thì mình lại cất hết đi rồi. Bây giờ muốn có thêm block thì chắc là phải đào ra. Vì thế mà chắc cũng chả cần đâu ha. Mình sẽ đi qua bên đây. Và đi xuống cái tòa tháp ngầm ha. Cái tòa tháp ngầm này nó cũng dã man lắm. Tòa tháp ngầm này cũng khó đánh đó các bạn ạ. Rồi, thì bây giờ mình sẽ đi vào cái tòa tháp ngầm này nhá. Nhưng mà trước tiên là đập mấy cái này ra đã. Đập mấy cái này ra rất là dễ ra trái tim các bạn ạ. Và mình nghĩ là mình nên ăn cái đã. Đó. Rồi. Mình sẽ chui vào cái tòa tháp ngầm nhá. Bắt chó, làm gì có chó bắt hả em? Rồi. Nào. Hello, ui. Trong đây có rất là nhiều con quỷ lửa với nhện. Nhện hang các bạn ạ. Ui, nó bắn. Ây da, đừng có bắn tôi. Đậu xanh. Ây, trời ơi, nó bắn mình mà dính lửa luôn này. Giá như mình có cái xô nước. Từ mình giết mấy con này đã. PvP, PvP siêu đẳng. Ô, what, oh. À, chuyện gì đang xảy ra đây? Ôi, lại tụt xuống một tầng nữa. Ua, ua, no, no. No, con chưa muốn chết. No, 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 ôi, lại tụt xuống tiếp. Ua, trời ơi, lại tụt xuống tiếp các bạn ơi. Không biết là mình đang tụt xuống tầng bao nhiêu rồi nhưng mà ở dưới đây, ui, vãi, bot nữa này. Ui, vãi. Vừa nhảy vừa chém. Ôi, no, mày, mày. Yeah, ua, 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 đông vãi cả trường ạ. Dạ, rồi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, đánh nhau đấy. Ê, ua, no, quá đông. Ui, ui, ua, à, trời ơi, chết đi, mấy con nhện, chết đi. Ui, rồi mình phải giết hết mấy con này đã. Sau đó mình mới phá được mấy cái kia. Ui, không quá. Mình chưa chuẩn bị cho cái vấn đề này. Ui, sao chúng nó cứ nhảy xuống đây đấy. Này, nhảy này. Từ, phá mấy cái này ra. Phá mấy cái này ra, nhanh lên. Phá ra nhanh lên. Đừng cho chúng nó xuống kịp. Rồi, mình sẽ tạm thời mình. Ui, đông lắm anh em ơi. Nó bò xuống này. Nó bò xuống này. Nó ui. Ui, nhảy, nhảy lên chém, nhảy lên chém. Crit dam. Crit dam. Crit dam. Ok, ôi, crit dam. Ua. Ôi, ôi, lại từ xuống dưới. Cái đầu xanh. Cái nồi gì à? Ua. Help me please. Help me please. No. Help me please. Ôi, ôi. Lại từ thấy như mình ở tầng cuối cùng rồi. Vãi đạn anh em ơi. Ua, thấy như mình đang ở tầng cuối cùng rồi. Nhưng mà mình mặc bộ giáp xịn quá cho nên là không bị gì hết. Ua. 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 Ôi, đông. Ua. Đông quá. Trời ơi, đông. No, đông, đông. Ôi, đông. Đông. Ui, thay em, em còn non, em còn trẻ. Và Châu, các anh đừng làm điều đấy với em nhé. Ua, ua, này, nhơn này, nhơn này, nhơn. Con boss kia nó đi theo mình từ tầng 1 đến bây giờ luôn. Từ từ mình nghĩ là mình nên đi vào đây. Đó, mình sẽ lấy cái đuốc. Ok. Đó, cắm đuốc ở đây. Ôi à, zombie lại xuất hiện. Mày, mày. Từ từ mình sẽ lấy cái tầng chót này để làm một cái chỗ để đánh từ dưới đánh lên các bạn ạ. Ui dồi ôi. Từ đáo cái này ra đã. Ok, đáo cái này ra luôn. Yeah. Ui con boss hồi máu này anh em. Dã man. Con boss này nó hồi máu rồi nó te le được. Ghê 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 ghê. Đây có thêm rất nhiều sắt này. Có cái xô này. Bát ăn xin nữa. Xương xẻng. Ui. Rồi mình nghĩ là mình nên đi lên. Con này. Ui cái con boss này nó khó chịu quá. Mình nghĩ là đánh con boss này sẽ ra nhiều đồ lắm các bạn ạ. Chắc luôn. Chắc luôn. Ở bên đây còn đường không? Vậy đây là mình đang ở tầng dưới cùng rồi đấy các bạn.
Bây giờ cái công việc của mình sẽ là leo lên. Và chắc là phải ăn cái gì đã. Trời ơi, đánh một chút thôi mà đói meo luôn các bạn. Nghe tiếng nhện không? Nhện nó kêu ầm om ở trên luôn rồi. Bắt đầu đánh từ dưới lên này. Đó, các bạn yên tâm đi. Với cái trình độ mà PvP gọi là thượng thừa 4 năm trời của mình ấy, mình đã từng đạt được top 1 Skyward rồi đấy các bạn ạ. Cho nên các bạn hãy tin mình đi. Mình đã từng gọi là có kỷ lục top 1 Skyward rồi đấy. Đấy, cho nên là anh em hãy tin ở cái khả năng PvP của mình nhá. Bui Battle hay là cả Skyward mình cũng đều đạt top 1 rồi. Đấy, những bạn nào không biết thì bây giờ các bạn đã biết rồi. Cái trình độ của mình nó cao lắm các bạn ạ. Trời ơi, con nhện ơi. Độ xanh. Rồi, phá. Úi dồi ôi, đông vậy. Ờ, tiếp tục. Bình tĩnh thôi anh em, hết sức bình tĩnh. Đây, ui, kiếm sắt, được. Nhưng mà cái kiếm sắt này không cần thiết lắm. Không biết là còn mấy tầng nữa ta. Ê à, đau đít quá. Nào, đi lên, ây, mày, nhảy lên chém thì nó sẽ crit đấy các bạn. Cái này, mấy cái này mình thuộc. Ê, à, no, hết đuốc rồi anh em ơi. Hơi tối đúng không? Các bạn thấy hơi tối đúng không? Để mình làm thêm đuốc cho bạn xem nhá. Nhưng mà mình hết gỗ rồi. Đậu xanh. Cái con boss này nó cứ đi theo mình thôi. Nó yêu mình hay sao đấy các bạn? Nó cứ chạy theo mình từ nãy giờ. Ây! Ây à! Con điện. Ây! Nữa à? Trời ơi! Lại rơi! Trời ơi! Vai! Anh em ơi! Với một thần đồng PvP như mình cũng có lúc phải bị như nó hành như này. Ok, cho nên con gì? Sắt. Ngon. Than sắt. Ok. Cũng khá là tuyệt vời. Quá đông. Ua. Mày này. Ua. Mày ở đâu rồi? Đâu rồi? À, mày trốn trên đây à? Biết ngay mà. Kinh nghiệm mình cao lắm các bạn ạ. Nhìn phát biết nó trốn đâu ngay. Mày trốn à? Phá. Phá. Ok. Nào. Ủa, mấy con nhện hay trốn lên trên đó các bạn. Này. Mấy con nhện nó hay nhảy lên trên đó. Đó. Nếu mà các bạn không tìm thấy nó ở dưới đây, các bạn cứ nhìn lên trên trời là kiểu gì cũng có mấy con nhện. Ua. Ngon. Bánh mì này, than này, hạt giống, ok. Rồi. Tối thế. Không biết các bạn nhìn có tối không. Nhưng mà nó không có gỗ anh em ạ. Không có gỗ cho nên mình không thể làm được cái kia. PPP. Không có gỗ nên mình không làm được đuốc. Ui giời ơi, giật cả mình. Ui dồi ôi, đâu ra vậy? Đậu xanh. Mấy con này nó cứ xuất hiện ra giật cả nấy luôn đấy các bạn. Ui giời, ai nữa à? Ây, rơi hoài. Giận hết sức giận à. Rơi hoài vậy á. Rồi leo lên cái. Ui tối om anh em, ui nhện. Anh em nhìn có bị tối không? Nhưng mà ở đây có nhiều nhện lắm nè. Nhện nè. Ua. Ui dồi ôi, đông. Ây, có quỷ lửa, vậy là mình sắp lên tầng 1 rồi hay sao đấy. Tầng 1 có quỷ lửa. Ua. Lại rơi à? Đậu xanh. Không sao, mình sắp lên tầng 1 rồi các bạn ơi. Nhưng mà hiện tại là mình đã hết nước. Trời ơi, mình không thấy cái gì luôn. Mình chỉ biết là mình đang đánh nhau với con skeleton thôi. Mày. Ui dồi ôi, đừng đánh em. Em vô tội mà. Ui dồi ôi, nhiều nhện thế. Fuck you. Đông quá. Cái hàng khốn nạn nhất mà mình từng gặp. Ui, chỗ đây có gì không? Có đuốc không? Ui, có táo vàng, táo dai. Táo dai chạy. Từ, bình tĩnh. Cứ nào, tao có súng, tao có kiếm. Nhờn. Đậu xanh, nhờn. Phá. Ui ôi, đồng thế. Rồi, thế là mình sẽ bỏ qua cái hàng tầng này. Từ từ đánh cái tầng ở trên. Ui ôi, còn nhiều tầng lắm. Ui, sắp chết. Ui. Đừng ra, từ từ ra. Cuộc đào thoát. Mình nghĩ trong đây không còn gì đâu anh em ơi, chạy. Run, chạy đi gà, chạy đi. Let's go boy, chạy. Thoát rồi. Wow. Vậy, đồng quá anh em ơi. Từ, có nên quay lại không nhở? Dã man. Một pha thoát hiểm gọi là trong gọi là đường tơ kẽ tóc các bạn ạ. Một pha thoát hiểm trong đường tơ kẽ tóc. Nhưng mà mình chợt phát hiện ra một điều, đó chính là Cái dìu của mình đâu rồi? Cái dìu của tôi đâu? Đậu xanh.
Ê à, ua, đồng vác có nên quay lại không? Trời tối cho nên chút nữa búp thêm sức mạnh. Gà chạy đi. No, con gà. Gà. Con gà, no, đừng, nó tấn công kìa. Chạy đi bé gà thân yêu. Sắp hư cái đôi dép rồi các bạn ạ. À, tôi giày rồi. Ôi, kill, no. Kill. No. Kill. Sorry mày. Ơ, nó bắn nhau rồi. Hai con skeleton nó bắn nhau rồi. Giáp sắp hư rồi anh. Map này có khiên em. Map này có khiên nhưng mà anh không có chưa có làm được. Chưa có làm được khiên em ạ. Ui giời ơi. Ơ, nó bắn nhau rồi kìa. Nó tấn công nhau rồi kìa. Ôi chết rồi. Lợn nướng. Đậu xanh. Lợn đánh nhau rồi này anh em. Bọn này từ bạn hóa thù rồi. Bọn này từ bạn hóa thù rồi. Ui nó bắn tôi. Ui nó bắn tôi. Đỡ này né này. Leo leo leo. Chạy. Chạy thôi. Mình nghĩ là mình nên chạy. Ồ, mình nghĩ là mình nên chạy. Kinh quá nhỉ, dã man thật. Trời tối chúng ta được búp thêm sức mạnh hay sao đấy các bạn ơi. Ơ, lợn lại bị cháy rồi. Thôi, lỡ rồi giết luôn. Ơ, không ra thịt lợn à. Dã man quá các bạn ơi. Cái hang này là cái hang kinh tởm. Đấy các bạn đã thấy lý do tại vì sao mình nói là cái series này là cái series đánh nhau nhiều nhất chưa. Ôi cháy rừng rồi, vãi, cây cháy luôn rồi. Đậu xanh. Cây cháy luôn rồi. Ủa cho nó bắn nhiều thế. Đừng có bắn em nữa. Vãi vật ở khắp mọi nơi mà. Mình thấy những cái tầm như thế này đấy là chúng ta ở trong hang thì nó còn ngon hơn là khi chúng ta ở ngoài đấy. Vì thế mà tốt nhất là chúng ta hãy tìm một cái hang nào đó để rúc vào khi mà trời tối. Chứ nếu không thì cứ đi như này chỉ có ra đi tìm đường cứu nước thôi anh em ạ. Đi ngủ á, anh chưa có giường. À, để mình thử xem mình có giường chưa để đi ngủ ha. Trong ba lô của mình có giường không? Không có giường này anh em. Bây giờ phải giết mấy con cừu đã. Phải giết mấy con cừu thì mới có được cái sợi lông, sợi tơ mới làm giường được. Trong đấy có rìu này, đấy. Biết ngay mà mình hay cất đồ nó linh loang quăng lắm. Có mót chặt cây. Đó. Các không biết các bạn có nhớ không chứ cái map này có mót chặt cây. Đó. Bây giờ chúng ta phải quay trở lại để giết vài con cừu nhá. Quay trở lại để giết vài con cừu. Rồi sau đó là chúng ta sẽ tính tiếp. Làm một cái giường ngủ ha. Làm một cái giường ngủ. Ok. Làm một cái giường ngủ. Đỡ này. Bắn đi. Ok, tuyệt vời. Rồi. Ui ôi đông. Mình không muốn đối với mặt với bọn này các bạn ơi. Đừng có nhìn vào mặt con Slenderman. Enderman nhầm. Mình sẽ đi giết vài con cừu ha. Mày, ui nó nổ. Ui nhện. Đấy các bạn thấy mấy con nhện này không? Buổi sáng nó rất là hiền nhưng mà buổi tối nó rất là điên. Nhện mắt đỏ ạ. Một con cừu nữa. Có lông cừu không? Hai cộng lông cừu đen rồi. Mình cần một cộng lông cừu đen nữa. Trời ơi, dã man. Đông quá. Quá đông cho một cuộc tình. Các bạn không biết mình đang chơi chế độ gì nữa, hình như chơi chế độ bình thường á. Bây giờ Minecraft nó làm cái gì đấy? Mình nghĩ là mình lên tá túc bị nó bắn cho tung đít rồi anh em ạ. Từ từ bình tĩnh, lấy hết cái đống này đã. Đáp cái đống ngọc lưu ly đi. Làm một đống than cho anh em xem ạ. Bình tĩnh bạn ơi. Trời ơi mấy con này. Tao tính làm than cho các bạn. Làm than cho các bạn xem mà. Làm một ít đuốc cho các bạn xem. Cho nó rõ mà. Chúng mày làm cái gì vậy? Đây. Mình sẽ làm một ít đuốc cho các bạn xem. Đó. Rồi. Ok. Rồi. Có đuốc. Và cái hang này xem có gì hot không anh em ơi. Thế nào cũng có kim cương các bạn tin mình đi. Ôi hang băng. Cái hang này là hang băng khá giống với lại cái hang ở tập trước. Có zombie đập con zombie nó ra khoai này. Khoai thị sắn. Đó. Lại là cái hang băng. Không biết có phải hang băng tập trước không. Hình như là không phải đâu các bạn. Cũng là một cái hang băng thôi. Ồ. Có đường vào luôn này. Có đường vào hơi bị sâu luôn nha. Có đường vào hơi bị sâu luôn. Xem ở trong đấy nó còn cái gì hot nữa. Rồi đường cụt. Hay lắm. Đường cụt. Rồi. Đi tiếp. Trong cái hang này có gì nhỉ? Ok. Hello. Mình nghe có tiếng của con chim cánh cụt các bạn ạ.
Và ở dưới cái hang này chỉ là một cái hang băng rỗng thôi. Nó không có kim cương hay có cái gì hết. Nghe tiếng chim cánh cụt không anh em? Hello. 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 Có gì hot ở đây? Không có gì hot hết. Rồi, đi lên tiếp. Quay. Đông quá. Cực đông luôn các bạn ạ. Mình sẽ quay trở lại đánh cho xong cái hàng này đi. Mình không muốn là đánh trong tòa tháp này đi. Tòa tháp ngầm này. Bởi vì mình cũng muốn là nó có một cái gì đó nó hơi bị nửa vời các bạn ạ. Mình muốn mọi thứ nó phải xong xuôi chứ đừng có nửa vời quá. Nửa vời quá chán lắm. Ui. Vãi. Cái con gì nó khờ một cái nghe sợ vậy? Rồi, mày sao? Ui giời, cháy rồi. Cháy tôi. Ê, cháy mông. Ui sắp hết máu, sắp hết máu. Bình tĩnh bạn ơi. Mình sắp hết đồ rồi. No. Fuck you. No. Đồ ăn. Đừng bắn em. Bắn tao làm chó. No. Đừng có bắn. Bắn này. Nhơn. Cứ vào hàng là đánh nhau y xèo luôn. Ui. Calm down. Bình tĩnh lại. Bình tĩnh lại bạn ơi. Ui đông lắm. Từ. Rút lui. Bình tĩnh hết sức. Lấy que phỉ lửa, ok em. Nhưng mà bình tĩnh nhá. Đây là ôi con lợn. À! Gà. No. Nó giết mày bây giờ gà. Gà sinh tồn. No. Trời ơi, xong rồi. Sao lại có một con gà sinh tồn nó lạc vào đây vậy? Gà, giải cứu bé gà. Giải cứu bé gà sinh tồn. Cứu, bảo vệ gà sinh tồn. Bảo vệ gà. Ui, con gà. Để con gà này chạy long quăng đấy. Trời ơi, bảo vệ gà sinh tồn. Ui, đông thế anh em ơi. Mắt đông luôn đấy. Gà sinh tồn thôi. Ui. Các bạn nghe tiếng kim loại nó gõ vào nhau không? Nghe keng. Gà sinh tồn đâu rồi? Gà sinh tồn của tao đâu? Đúng vậy. Nhờn. Gà sinh tồn. Gà sinh tồn vẫn xấu. Ôi, con gì đấy? What? Ôi. Mình thề với các bạn là sau khi mình chơi cái series này xong ấy, là cái khả năng mà gọi là PvP của mình nó phải lên đến cực độ luôn đấy các bạn ạ. Cực lòng luôn. Sau khi chơi cái series này xong mình đảm bảo các bạn luôn một điều là cái khả năng chơi PvP của mình nó phải lên đến đỉnh điểm luôn đấy. Nó không có tầm thường như ngày trước nữa. Đậu xanh. Ui, đánh tiếp tục luôn. Không ngơi kỹ luôn. Ôi, bị cái gì này? Bị mù rồi. Bị tối rồi. Ôi, dã man. Đánh cái này còn kinh hơn bên Crazy Crab nhiều luôn. Nó thật với các bạn. Crazy Crab tuổi luôn. Acid đánh nhau ghê nhất rồi. Ô, mưa, xảy ra. Hứng mưa. Ok, lại vào tiếp. Rồi, cứ đập nó chết tao đã hồi sinh. Chơi sáng rồi mà sao hồi sinh ghê ấy. Cứ đập cái này đó. Hy sinh đập cái này ra trước đó. Đập mấy cái lồng spawn ra đó. Ôi, nó spawn ra nhiều quá. Rồi. Dã man, ui. Ua. Giờ mình không thích những cái thứ nửa vời nhưng mà cái này nó khó quá. Rồi, khó. Trời ơi, khó. Phải đập mấy cái lồng ra trước anh em ơi. Ok con dê. Nào, nhảy lên. Ui, bot. Ngon. Rồi, phá. Spoiler. Ok, spawner. Ok. Xong tầng 1. Mưa rột. À, trên đây còn. Ui. Mẹ vô thì xử giật cả mình. Tôi đã đuổi cả mình lên trên đây nữa các bạn ạ. Đi đâu đã đuổi cả lên đấy nữa. Sợ vậy. Không biết là cái series này mình đã sử dụng keep inventory chưa ta. Mình quên mất là mình đã keep chưa rồi các bạn ạ. Ui dồi ôi. Đồng dã man luôn anh em ạ. Phá lồng spawn đã. Chấp nhận rủi ro, đắng cay. Phá lồng spawn trước. Rồi có gì tính sau. Phá lồng spawn trước, không cho nó spawn ra đông quá. Rồi. Rồi, sao?
Ôi, lấy một đống que quỷ lửa nhá anh em. Que quỷ lửa, que quỷ lửa. Que quỷ lửa, que quỷ lửa. Ua, trời ơi, bắn tao. Bắn đi. Bắn đi. Bắn đi. Bắn hộ cái. Rồi. Ôi, dã man, dã man. Cực kỳ dã man, cực kỳ dã man. Ui, mày này. Nhờn. Ui, dưới đây vẫn còn anh em ạ. Mình tưởng là hết rồi cơ, mình tưởng là hết rồi. Từ ăn đã, ăn đã. Các anh dai từ ra cho em ăn cái đã. Ui, quất nhện. Quất nhện. Quất nhện. Ôi. Ô, mấy. Quất nhện. Đồng lắm anh em ơi, đồng lắm. Đồng lắm. 32 máu, ok. Chơi. Gặp nhầm pet PvP rồi. Mày gặp nhầm pet PvP rồi. Ờ, dưới đây hết rồi. Vậy là cái thằng ấy là thằng cuối cùng thôi. Let's go. Let's go. Let's go. Ui, what skeleton là what điện luôn anh em ơi. Dã man. Ui, mình sắp hết máu. Yay. 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 Rồi sao. Yay. Yay. Ui, what vẫn còn sống. What vẫn sống. Ui. À, ngon nha, được cái kiếm sắt. Mình đang đưa kiếm. Cắm đuốc. Rồi, đào hai cái spawner ra. Yay. Mình sắp giải phóng cái hang này rồi anh em ơi. Ui. Mày này. Ok, rồi. Lấy cái kiếm này nữa. À, đây. Đồ sắc nét và đánh bật lùi luôn. Ngon đấy. Khá là ngon. Yeah. Ôi. Bái. Rồi xong rồi, mình đã kết thúc cái hang động ngầm này rồi. Ui. Ui. Phá. Yeah, được cái kiếm xịn anh em ơi. Được cây đao siêu xịn luôn. Được cây đao siêu xịn luôn. Mấy con nhện này. Rồi. Thế là anh đã giải phóng xong cái tháp này rồi nha mọi người. Ở ngoài thì mưa đổ như mưa. Úi dồi ôi, người của mình này anh em. Bộ giáp kim cương mất cái đôi giày kim cương rồi. Mất đôi dép kim cương rồi anh em ạ. Đó. Nhưng mà bù lại thì mình đã lấy được một thanh gọi là đại đồ long đao. Khổng lồ. Siêu to khổng lồ. Trời ơi, quá đã. Ui, nhưng mà sao trời mưa mà nó xuất hiện đông quá nhỉ? Ô, oh, một cây hesico, ngon. Từ giết thằng này đã. Một cây hesico. Rồi. Sao đông thế? Trời sáng mà. Ui, nó mặc cái giáp xịn kìa. Ai cho nó cái giáp này vậy? Đậu xanh. Ai cho nó cái giáp này? Ô, mình lấy được cái giáp này luôn. Cái giáp này mạnh lắm đấy anh em. Cái giáp này mạnh hơn cái giáp kim cương bình thường luôn mà. Đúng không? Cái giáp này mạnh hơn giáp kim cương mà đúng không anh em? Cái gì đó? Trời đánh à? Bị trời đánh anh em ơi. À, con bot. Đừng bị trời đánh nhé. Bắt ra là con bot. Ôi, 69 máu. Ui, thằng này. Ui, tàng hình. Ui. Wow. Zombie tàng hình. Đậu xanh. Zombie tàng hình. Ghê à? Zombie. Đâu rồi? Thôi. Zombie tàng hình anh em ơi. Mày đâu? Ê, đây. Mày này. Zombie tàng hình. Đậu xanh. Ê, mày ở đâu? Mày xuất hiện ra. Ôi. Thôi. Wow. Mày đâu? Ui. Zombie tàng hình. Ở đây rồi. Mày nhơn này. Mày đâu? Con zombie tàng hình. Mày đâu rồi? Mày đang ở đâu? Hello. À, chém chúng nó hiện ra anh em ạ. Mày đâu? Come on baby. Wow, dám đánh lén tao. Ê, như giết được nó rồi này. Phải không ta? Mình vừa thấy như nó chết rồi. Oh yeah, tuyệt vời. Hesico, đây. Mình vừa thấy rồi. Bây giờ mình quay trở lại mình lấy. Rồi. Rồi, ok, và có lẽ là mình sẽ dừng cái clip ở đây nhá. Và hy vọng các bạn sẽ thích cái series Minecraft Hesit này của mình. Và các bạn đừng quên là mình sẽ livestream Minecraft Hesit vào 6:30 mỗi tối ở trên Nemo TV. Và mình sẽ post lại vào 10:30 sáng hôm sau, dành cho những bạn nào không có cơ hội xem livestream ở trên Nemo TV nhá. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Còn bây giờ thì bye bye.